Sắc phá những chén chua cay. Này gì mày? Thì té chứ gì mày? Mù hả? Mù cái đầu mày á. Tao ngốc ra sao thấy được. Thiệt chứ. Chứ vừa đang cuốn văng xuống cầu tiêu không mày. Xuống cầu tiêu luôn lại có gì đâu. Thôi để tao chạy cái khác. Ê cho tao đi với. Nay mày đặt uống dừa nữa mày. Uống sao muốn mày, bữa hát tao đòi hỏng mấy bà luôn. Giờ uống cái dừa cho nó mát họng lại. Chờ một cái nữa nha, tao cũng đòi hỏng nữa. Ờ được, để anh em đứng thấy. Hả? Ê Thản, tao tướng gì leo lên cái dừa hám được đâu. Mày tướng nhỏ mày leo lên hái đi, tao dưới tao dịnh cho. Ok, để tao leo cho. Ok. Dịnh chắc nha mày. Ok, tao. Đẻ tao mày đợi không kịp á. Sao mẹ mày đẻ ở đâu hay mẹ tao đẻ là tao sợ. Đi lên đây, tao dịnh cho. Trái nào mày? Tao không biết mày ơi. Hái trái bự á, trái nhậu không đã. Ok ok. Trái này là bự nhất rồi nè. Ơi, bự thua cái đầu mày nữa. Đầu gì ba? Đầu gì mày cũng biết rồi đó, tao khỏi cần nói. Ê, có chừng lỡ đầu tao. Sao mày buông cái thang té tao? Mày kêu mày chở giữa cái nợ tao chị. Dịnh cái thang đi té giờ. Ê, té, chết té tao. Ê, đứng nhà này. Té tao, ra đứa em cái vừa. Rồi chát tao đâu. Ai gảnh hái cho mày, tao hái cho ái rồi. Tự hái đi mày. Chơi kỳ mày. Ai hút mà. Mệt lắm, xin lỗi mày chết với tao. Hello, chào bạn. Chào bạn. Chào bạn đến kênh Thời Đại nha. Thì... Ủa? Vừa ở đâu uống ta? Hả? Ủa gì coi? Em biết nha. Em hết ra. Sao hả? Nó ngủ em. Mới đầu em ngủ nó đi hái trái dừa. Ừ. Nó theo em. Ừ. Cái em dịnh thang cho nó lên. Cái rồi cái hái dừa bỏ em luôn. Ừ. Tội nghiệp quá. Đúng rồi. Uống mấy ai? Thôi cô cảm tao mà. Cảm tao cho tao không? Ừ. Đây ai nói vậy? Đây trong lòng của nó. À, anh em thì uống đi nhưng mà tao chặt trái. Rồi nó uống luôn rồi. Tao hút cạn luôn rồi. Vừa ngọt á. Được. Không cầm nãy em dịnh thang cho nó. Hái vô mày biết nào luôn. Còn miếng này đang không nhận. Không chờ. Uống luôn á luôn ạ. Thẳng hội bật chế độ đồ sát lên đó. Rồi chế độ lên nó quên rồi. Rồi dục luôn. Đây, còn hả? Còn miếng. Không tiếc. Còn nửa trái. Ngon hơn anh mà em phải cho anh thời gian để cho anh cần em. Thôi được rồi. Giờ quay lại nè. Giờ mấy đứa muốn quay clip gì nè? Quay clip báo thù. Báo thù. Thôi quay lại chỗ lại chính. Thì với lại là sắp tới lễ à. Nay lễ luôn chứ sắp gì? Bữa nay chơi hả? Vậy bữa nay là chủ nhật hả? Bữa nay 30 tháng 4 phải không bà? Vậy là bữa nay chủ nhật. 30 tháng 4 nay hội tụ. Nay ngày 28-29 rồi. Rồi. Vậy là kiếm gì à? Lễ đúng không? Thêm là đi mót về chai. Không, qua mời. Nhưng mà mấy ngày lễ là mấy bữa người ta đi chơi phải không? Mà tụi em bữa nay không đi sinh tồn gì hết nha. Không đi đâu hết á. Sinh tồn hay à. Không. Trong nhà tao có mấy bài dịch á. Đó. Làm dịch à. Lễ mình đi làm chiến dịch gì mày? Lễ tao muốn đi chơi đó. Đúng rồi. Em có thầy. Đi ăn cũng động không? Bấm tên đi tắm hồ bơi. Thôi. Tới đây gọi mà. Giờ kiếm cái khác đi. Bây giờ mình đi ăn phở bò đi. Vậy ăn lẩu mắm. Lẩu mắm à. Hôm nay mình đi dạo quanh quê hương mình đi. Đúng rồi. Okay. Có gì ăn đó. Okay. Có gì chơi đó ha. Okay. Ăn tao muốn tư quá không? Tí phá. Tí phá nhưng mà có dẫn. Thầy nói có gì ăn đó là mình chạy đâu mà ăn đó phải không? Ừ. Vậy mình gặp đường mình ăn không? Đúng không? Tào lao quá mình. Thầy, có gì đó. Thầy trên đây có nguyên một đàn chó không á? Tào làm gì? Thì mà một đàn là 10 con. Nguyên đàn với 7, em 7 x 10 là 70 món. Nguyên đàn với em á. Chó hay gì á. Rồi thôi. Chó à. Rồi thôi. Giờ đi chơi đúng không? Đi dạo quanh quê hương nhưng mà thầy phải bao tụi em mới được. Đúng rồi. Tại vì hôm nay là 30 tháng 4. Đúng rồi. Để tốn kém quá. 30 tháng 4 là anh em có hội tụ. Đúng rồi. 30 tháng 4 tiền của ông thầy họ tụ vô túi ông thầy bao anh em mình. Nhưng mà đi ăn xong rồi phải dắt đi đâu nữa không chịu. Rồi giờ rồi quyết định đi chơi đúng không? Không đi karaoke, không có đi đâu hết á. Karaoke khen tiếng của mình. Rồi đấy, giờ đi biết. Giờ các bạn biết. Giờ các bạn biết anh em mình đi đâu thì hãy theo chân anh em mình nha. Ok, let's go. Miếng này làm gì vậy?
Anh em mình đã tới chỗ ăn nha bạn. Ê Phan, tụi bạn thấy miếng đất đó không? Mai tôi đi qua bển mua á. Gì? Cái nhà đang cất luôn kìa. Đúng rồi, đang cất luôn. Thầy biết miếng đất bển không? Ừ. Hồi bữa em chiến đấu với dọn bển á. Thôi tập lao á. Thôi ăn đi đừng nhờ chọn món đi. Để tao. Tao là lớn nên tao chọn cho. Tới một chuyện nữa. Lớn nè, em lớn đừng nói hồng. Rồi, cái này món đây. Anh em phải suy nghĩ thật kỹ nha, tại vì trong đây là Ê nấu khủng lò bà để đi lỡ đằng sau này để cho ngon ngon rồi sao để cho mình hồi lửa hết đi ưng món nào rồi đó 90 ngàn mấy cái này mắc kiếp trời vậy có mấy món đồ ăn á thầy vậy đi coi mấy món hả trời ơi để cái melo bự chụp bái vậy có mấy món đồ ăn vậy melo bự nè melo vừa vừa đó vậy mà bự ê nói chứ kêu này vừa vừa nha gỗ nếp lông an sáu chai ủa ê ở chỗ mình cũng có bán mà ờ đúng rồi không làm gì vậy ạ mày mãi gì bây giờ chỗ lại cái không lò ừ cũng lò không lò là bán hết rồi bây giờ mày ăn không lò không ăn mày ăn không ăn mày ăn không ăn mày ăn không ăn mày ăn rồi kêu thầy không ăn thầy không ăn hả thầy không có tiền thầy ăn mà đâu cho thầy cái lẩu cô đơn gom tiền vô rồi nói chuyện tiếp lẩu cô đơn là lẩu ăn mình á không rồi anh em gom tiền đây gom tiền đây rồi, gom tiền hai gom tiền em không có gì hết trơn hả em không có gì hết trơn có thằng xác em nè ba bố 7 ngàn 9 ngàn em hết tiền luôn rồi ấy cái này được cái này đủ rồi rồi ok không cái này đủ nha bạn mà nếu như tính cái lẩu ba sĩ không lẽ giờ kêu xuống dưới kêu người ta làm thôi cái nó lẩu. Chưa vô đây thì cũng bỏ túi được không được được đấy mọi muốn được thì không khó lắm không hay là vậy nè nói vậy cho em xin lại sẽ xuống dưới thì kêu người ta làm cái lẩu khổng lồ nhưng mà làm cái lẩu 7 ngàn thôi nha có 9 ngàn còn 2 ngàn tức bên không còn 297 ủa 293 ngàn xuống rửa chén anh em không bên nay ngày gì hả ngày 30 tháng 4 bữa nay nhân liệt ngày lễ tình nhân phải lộn ngày lễ ngày quốc khánh 30 tháng 4 hôm nay ngày lễ nhân thầy bao mấy anh em cứ ăn uống anh em mình bao ông thầy cho tiền đi đúng rồi ông thầy bao mình cho tiền hay sao bữa nay tôi bao ông thầy cho tiền rồi ok anh em cứ ăn thoải mái thầy bao mấy em trả tiền ok nói chung là bây giờ chốt cái này đi chốt cái lẩu trước đây rồi mấy anh em xuống sao á a few moments later dạ nó lên đây thầy thầy gì đâu thầy biết gà này là gà gì không cái gì vậy dạ lên dạ lên hả không hả dạ dạ lên dạ nó lên đây 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 dạ lên mới xịt vô hôm lại đây nè mày nè nó ngồi trên gió tao từ nãy giờ nhiêu thủng thủng không biết gì luôn tao có đâu đâu mưa ơi cái vô hôm của ai hả em mới luôn vô mới lụm á ở vô hôm em ở trong buồng gác á rồi thôi được rồi dẹp vô đây cất vô dẹp vô đi rồi review chỗ này rồi, đây mình review đây nhá bạn đây chính là một cái cây này là cây gì mình cũng không biết tên luôn nhá bạn cây dương sĩ đúng rồi anh em nha rồi anh em cứ lỗ lên cái tôi bẻ con má cho anh em cái không phải con má đây đâu. Là cây bông hồng nè đây các bạn đây là cái ghế mình mới mua từ tiệm vậy nha để lại cho anh ta trời ơi đây má mèo này là xỉa cây má rồi bỏ vô ổ măng đâu cây má phải không thầy đây nè đây là một cái ảnh người ta vẽ sơn lên nha bạn nhìn khá là đẹp luôn wow. Hello đây, đó. Cái lô này nhìn xạo quá ha đúng rồi còn anh ba vẽ gì hả ê thế nào đây hôm nay còn gì nữa chạy bên ba đợi anh kịp ba hả đợi anh kịp đợi em đợi thầy đợi thầy đợi hả ở đây có nhiều người thầy đây nha các bạn khi các bạn ăn xong phải không các bạn ra ngoài các bạn dòm các bạn ngắm lại tuổi thơ của bạn đó các bạn thấy mấy đứa nhỏ không đó là nhỏ học sinh là mình đi chen gì đó mà hồi đó mình quậy lắm bạn hồi đó hơi chuồng không đúng rồi ơi thầy làm gì vậy thầy hồi đó em nhớ ha là em đi vô đó em đâu có chịu em đứng em phanh tay là mẹ quất chét khóc quê thiệt quá cái bây giờ là dòm lại mấy đứa học sinh nhìn khoái thì luôn các bạn đi vô học đi thôi ba gì ba hồi đó thầy hồi đó em là em đó em muốn luyện khắc nghiệt trong đỏ nên không có thứ hai đúng rồi ăn xong phải không có bị bệnh là qua bển mua thuốc uống luôn quầy thuốc ăn bệnh kìa đó thấy ghê à đau cho mời uống thuốc xong bị ngáo đá cái lên không cây rồi
ăn tới rồi anh em. Bật cái ga lên. Ga lên. Vô. Đây mình sẽ nói sơ sơ cái nồi lẩu 300k này nha các bạn. Đó, khá là lớn luôn nha. Đây là gì ta? Đâu có hồi. Đó là ông cà gót ông nội, tao chỉ cái này. Sao muốn tay mà chỉ đây? Tao chỉ cái này mà, cái này là cà gót. Cái gì? Tao thấy chỉ màu trắng á. Cái này là cà gót nè. Rồi đậu cá hồi. Cá hồi ông nội. Tới cá hồi. Nào cũng phải vô nguyên tắc chứ. Rồi tới đậu hũ nè. Tới chả cá. Tới chả cá rồi. Tôm nè bạn. Có biết rồi, cái này là gì tục nè. Bạch tuột. Ớt. Mớt. Cái gì? Nói ông nội ơi. Bạch tuột ông nội ơi. Bạch tuột nó có cái râu gư. Tao lên con gọi tao xà là. Con mực là nó có một cái thân nè. Cái gì? Ê nói chung là con này là. Cũng được rồi. Con gì cũng được. Rồi có thịt ba chỉ ông nội. Bò. Thịt ba chỉ bò nha bạn. Tào lao. Cá sấu. Bắp nè, chứ không kìa. Nấm kim châm tùm lum trơn luôn nha bạn. Ở dưới đây có gao tùm lum trơn luôn, khá là ngon nha. Nói chung là hơn 10 món. Nói chung là tùm lum hết trơn các bạn. Đúng rồi. Mệt, nấm sân nhà mà. Mấy anh niên này kìa view mệt quá. Rồi được chưa? Ok, chào bằng lấy. Biết nhà mấy chính thầy. Gì? Biết nhà mấy chính. Xíu đi, thầy, ngon quá. Thầy, em thiệt nha. Này em một miệng em ăn hết. Miếng này. Thầy biết rồi, miệng nghe là miệng vôi á. Đó, một cái này thôi là cả gia đình ăn luôn. Thiệt. Mà nhìn ngon á. Mà đặc biệt mà đẹp quá vui nha anh em. Sao không vui? Nó nóng mặt quá. Thôi nóng mặt không? Trời ơi chiều mà nóng mà. Nóng lưng mình đỡ hơi nóng mặt vậy. Hơi hơi nóng qua nè, nó hơi nó hơi chưa mặt không. Rồi mấy đứa ăn đi nha. Quá ngon anh em ơi. Ngon rồi. Gì chị bảy? Hả? Dạ. Ăn hai chén luôn trời. Không em gấp bỏ ở đây mà. Gấp có tới rồi thầy. Để dành ha. Ra đây dành. Bà tử như con mèo mà để gấp để trong đống vậy đó. Không em biết nha. Nè thầy cho em cái chén của thầy luôn nè. Đó. Quá ngon thầy. Như bạn mình sẽ làm trước tôm nha. Người ta ăn tôm thì người ta sẽ lọc vỏ. Nhưng mình thì không, mình ăn luôn cái vỏ. Nghe gọi là đẳng cấp. Rồi. Cái đầu mình ăn luôn cái đầu luôn. Ba ăn chấm luôn. Gì vậy ba? Ăn cái đầu rồi bị ấy á. Bự rồi. Nuốt không được á. Mày ăn cái đầu tôm là mày khôn ra luôn á thằng ơi. Ủa vậy hả? Vậy tao ăn tiếp. Thằng này. Tao nói vậy mày cũng không hiểu nữa. Thôi thua. Mày nói mọt tao hiểu tới mờ luôn á. Ý mày là muốn tao ăn hết miếng đống tôm này đúng không? Thôi mày ăn đi mày ơi, đừng nói nữa. Nói gì nữa giờ, càng nói nó càng ăn đó. Thôi mấy anh đừng nói nữa, xíu anh ăn hết tôm của em luôn á. Không cho ăn tôm thôi, mình ăn mực. Gì trời, hết tôm với mực nữa. Thôi về không ba. Mày đâu mày? Ở lại ăn anh em không mờ làm gì hả? Tao giỡn không mày ơi, chứ cái lẩu mà không lẽ tao bỏ. Sai. Tính tự ái của mày đặt nói nữa. Tao không tự ái thôi, mày còn tự ái nữa. Tao về luôn giờ. Tự nó đứt dây tự ái rồi. Kệ đi. Gầy lắm rồi. Em ăn mày gấp nè anh em. Ba không? Mặt thận là biết mặt gì không? Không. Mặt lộ. Mặt lộ đó. Bây giờ đi. Mặt lộ là mặt gì? Đường đó thầy. Vậy? Mặt lộ đi một chỗ đó. Đúng rồi, đúng rồi. Đâu có mặt bàn á. Còn bàn đó dưới sạch rồi sao? Trời nói chi giờ tụi em gao không luôn kìa. Hết, anh em ăn cái này xong rồi thầy dẫn đi đâu nữa không? Đi tắm hồ bơi. Wow. Vậy đi tắm hồ bơi nữa hả? Đúng rồi, cho nó mát trời nực nè. Dữ vậy thầy? Trời không? Được luôn. Này, này em số phép gì vậy? Sao hả? No. Giảm cân phải không? Cái này trúng số gì vậy trời? Ngay nãy giờ ăn mấy chén rồi thầy ơi. Có đâu. Giảm cân đâu, nãy giờ ăn. Thấy không? Em có một người bạn tốt. Đục rồi đó. Nè. Nói chứ anh em. Nói chứ tôi không ăn tôm. Tôi ăn tôm anh ca. Thôi tôi cho lại, nhường lại cho em ái. Nhường lại cho mấy cái đầu. Ừ đúng rồi, em ăn tôm lại em ăn cái đầu không ăn cái mình. Sao hả? Thì cái đầu nó ngon hơn. Cái đầu ngon hơn. Cái đầu nó bổ nữa đó. À rồi thằng này ăn chính giữa con tôm. Nhỏ ăn cái đầu con tôm, bắt tao đi đổ vỏ. Hồi nãy giờ em không ăn con tôm gì luôn. Không ăn luôn hả? Còn kìa, lụm con đi để hết đó. Nè con đầu tiên nè. Nè, nó không ăn gì hết á thầy. Thằng chậu không ăn gì hết á. Em không ăn gì hết. Em không ăn gì không hả? Đặt bếp đi. Em cũng ăn gì đâu. Nè, em ăn hết á. Đây bên này đúng nè. Rồi. Xin ăn. Câu là câu mới vậy là câu.
Đợi gì vậy? Chào cờ á. Em chờ hỏi. Chờ hỏi hả? Chờ hỏi là Đài Phát Thanh lên tới luôn nè. Chào cờ. Ơi đứng chào cờ cái hay ăn tiếp. Chào cờ cái ăn tiếp với làm gì á? Giỡn á. Ơi ơi đừng làm gì á, làm gì á? Câu là câu. Mấy đứa ăn cơm xong chưa? Ủa lộn. Chị thầy. Ăn cái này xong chưa? Xong rồi lại, dạ xong rồi nè. Xong rồi phải không? Xong rồi đó. Hết nước luôn hả? Rồi. Chưa ăn xong mày. Thằng ba đưa cho ba cái gì ăn. Trời ơi. Ê thầy. Hả? Em có điều muốn nói. Cái gì? Cho em đi trước nha. Đi đâu? Em đang bị đau bụng quá. Ê. Phải cái anh Niên. Hiện rồi. Còn giấy. Ê. Ê chị giấy cho nó. Mang để tao làm thủ tục. Đi đây. Gì vậy? Chưa, gì vậy? Gì vậy? Gì? Đang tính quốc này bỏ vô họng cái nó mắc gì cái khỏi luôn. Đem về nhà ăn đi. Cái gì vậy mấy anh hai? Xương. Nè anh ba. Rồi, mày đi về nha. Mấy anh đi mày quần gì chứ trời. Rồi thêm mày giấy nữa cho nó ấy. Đem về cho con chó nhà tao. Cầm. Đi. Của chó nhà anh ba mà. Thôi để khỏi cho nó. Anh ba đem về tới mấy này. Không gì. Nấu cơm ăn luôn. Thì bị đau bụng mình kệ. Em đó hơi biết có mì đâu. Tào pháo ruột. Gì? Em hơi biết gió mì rồi ở đâu. Không biết. Mấy anh em mình. Mấy anh em mình dọn dẹp sao mà dọn dẹp kêu tao nha bạn. Anh em mình sống rất là sạch sẽ, có kỷ luật. Rồi đi xuống coi hành vi sao kìa. Ê thầy, thầy đi ngắt nước đi rồi cho anh đi khỏi xong cầu. Thôi đi em. Bạn giờ mấy anh em mình sẽ đi đâu thầy? Đi lặn. À đi lặn nha bạn. Đi lâu. Đi rồi biết. A few hours later. Rồi nha bạn, anh thầy đang dẫn mấy anh em mình tới hồ bơi luôn nha. Giờ mấy anh em mình sẽ đi xuống dưới tắm luôn nha bạn. Rồi bơi đi. Anh em đứng chi ra. Em rớt quần ngoài. Rồi anh em tắm đi. Rồi tụi bay tắm xong chưa? Rồi đi lên về nè. Vậy? Ủa chị? Tắm từ nãy giờ đủ rồi, vậy đi lên về với ơi. Ăn nồi lẩu no quá trời no mệt quá. Thôi về. Về đâu rồi? Rồi đi về ha. Vậy thầy, gì thầy? Nãy em mới chơi chứ về gì về? Ủa vậy hả? Đúng rồi. 8-5 phút rồi về. Vậy? Thôi vậy thôi lên bờ về bây. Một bên em đặng 5 phút không á. Dễ rồi mày. Ê ba. Em đặng. Là công thật. Đặng 5 phút rồi thầy coi. Hồi đó thì lặn nửa tiếng lặn. Mà giờ sao lục nghề à. Nên được cỡ mười mấy phút mà. Trời em lặn 5 phút thầy cho em cái nhà luôn. Thiệt không? Thiệt rồi. Anh bà. Thầy hồi nãy lại em định phun nước miếng vô đây cho nó hợp chị xin mà chậm thì đưa tay ăn cái phun miếng vô tay chậm lên. 2 phút rồi em xong luôn. 2 phút là 4 phút. Thôi giờ mình thôi ăn thôi. Thôi ok. Hai cơm lặn nè. Một cái gì vậy? Rồi đặt công rồi bé ơi. Đặt công nó mất tiêu rồi. Nó đây rồi. Đặt công lặn dữ vậy. Mất tiêu luôn rồi. Bả luôn rồi. Đâu. Em đặt nó rồi em. Lục nghề. Vậy mà đòi lặn 5 phút. Em à. Chết lại được rồi bay. Chết lại được rồi. Cút chị bay chết lại rồi. Lắm rồi em chết lại. Chạy quá mày ơi.
Rồi đi về ha. Ok. Rồi, tại vì hồ bơi này anh em mình cũng đã quay rồi bạn ơi, nên anh em mình không quay nhiều được. Đúng rồi. Nói chung với lại là hôm nay là 30 tháng 4 đó thầy. Đúng rồi. Ông thầy dẫn mấy anh em mình đi ăn lẩu nè, dẫn tắm hồ bơi nữa. Đúng rồi. Tối nay ông thầy dẫn anh em mình đi uống cà phê nữa nha anh em. Cà phê nó chịu à. Em uống rượu nếp Long An. Rượu nếp Long An. Nói chung là video này mà đạt được cái gì ta? 100 người đăng ký hả? Chừng nào mà anh em được 100 người đăng ký anh em mình sẽ đi tắm biển luôn, không tắm hồ bơi. Nhớ ha, chơi ha. Xin cho anh em mình nha. Ok. Rồi nếu các bạn thấy video của anh em mình hay nhớ cho em thêm một like, một đăng ký, nhấn vào trái để cho ủng hộ anh em mình nha bạn. Sớm đạt được 100 người đăng ký sớm nha. Đúng rồi, để anh em đi biển. Đi biển. Ok, bye bye mọi người.